À, xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt M của mình Thì nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình Thì xin hãy bấm vào nút đăng ký đến kênh YouTube Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình cho các bạn Thì mấy ngày hôm nay mình nhận liên tục các câu hỏi là Cái mạng Boiler Network các bạn Có scam hay không? Tức là có lừa đảo hay không? Mà rút không về à, Thì bởi vì các bạn làm theo nhưng mà các bạn không có hiểu cho nên là mình mới làm cái video này ha thì các bạn cũng ráng xem ngắn thôi các bạn ha, mình giải thích sơ các bạn nè bây giờ mình sẽ đi vào cái mạng Polar Network nha tức là BN Token đó các bạn đây thứ nhất là mình giải thích cho các bạn là tại sao các bạn rút không được bởi lý do nè mà các bạn phải xem Mặc dù các bạn thấy cái số này nó lớn đúng không? Ví dụ ở đây, đây nó lớn nè. Là 204 nè. Tuy nhiên cái chỗ này nè. Cái số dư khả dụng của các bạn nè. À, cái số dư khả dụng của các bạn nó phải lớn hơn 50. Đúng không? Ở đây là 197.856 nè. Đó. Cái số dư khả dụng này nó có khi nào? Khi mà kết các bạn kết thúc phiên đào thì nó sẽ trả về đó. Ví dụ như các bạn các bạn đào được 50. Mà nó đang đào thì nó không có nè bằng không Sau khi nó kết thúc á, nó kết thúc rồi á, thì nó mới trả về chỗ này, nó trả về chỗ này. ở các bạn bấm ở đây nè, báo ở đây nó tiếp tục đào, đúng không? Đó, thì các bạn bấm rút thôi. Các bạn bấm rút thì cái này nó bằng không. Ví dụ như đây mình bấm rút uh, rút tiền nè, BNCOIN coi nè. Đó, thì các bạn thấy số dư khả dụng bây giờ nó bằng không đúng không? Đó, thì nó rút rồi đó. Tuy nhiên á, tuy nhiên các bạn có biết hơi rút là nó về liền mà các bạn phải chuyển sang cái trang web máy tính này các bạn xem nè. Các bạn xem đây nè. Đây, đó, các bạn phải bấm vào cái hồ sơ rút tiền nè ha, các bạn xem, đó thì các bạn kéo xuống nè, các bạn thấy không, đó mình đã rút 5 lần rồi nè, có chữ đến nè, đến là về ví, còn đang xem xét có nghĩa là mình đang rút mới vừa rút xong nè, còn đang xem xét nè, thấy chưa, rồi đang xem xét là chưa về ví, phải không, vậy thôi, có gì đâu, thì các bạn kiểm tra nó đến rồi thì các bạn, ví dụ như mình đi vào cái ví, ví Metamask là mình kiểm tra nè, nó vứt rút thì rất ok nha các bạn các bạn đừng nói là scam hay là lừa đảo gì hết mà các bạn phải biết rằng là các bạn phải hiểu nó các bạn không hiểu nó các bạn phán lung tung các bạn quăng tùm lum hết là không đúng đúng không đó mình rút thì tất cả bốn năm lần nó đã ra bảy trăm lẻ chín bốn coi này nè có gì đâu nó về vẫn ok nha các bạn cái mạng này rất là uy tín luôn á rồi và các bạn nhớ thêm đầy đủ cái mạng uh, hobby uh, ecochain này nè Ha. Các bạn phải hiểu cái mạng này vào mình cũng đã cho các bạn xem cách hướng dẫn các bạn cái cách để mà thêm vào rồi thì mình đã để trong mô tả video các bạn có thêm là đúng là hoàn thì nói về thôi. Rồi cái thứ hai nữa các bạn làm thế này. Các bạn tạo tài khoản một tài khoản cho điện thoại. Ha, sau đó các bạn sử dụng cái wifi đó các bạn lên máy tính các bạn tạo một cái tài khoản nữa các bạn à, rep cho cái tài khoản kia. Ha, cuối cùng các bạn đủ min bạn rút nó không cho. À, đương nhiên rồi bởi vì các bạn gian lận phải rồi ai không biết các bạn gian lận cho nên là sau đó các bạn rút không được các bạn nó bảo là là scam các bạn làm sai mà các bạn đi đi nói người ta scam các bạn kỳ cục quá đúng không các bạn các bạn muốn như vậy là các bạn phải tạo trên một cái điện thoại khác và kể cả mạng khác các bạn phải sử dụng 3G hoặc là cái gì đó khác đi thì mới được còn các bạn làm như vậy thì các bạn tự rép cho các bạn mà các bạn đã đạt, đạt, tạo tài khoản ảo rồi các bạn uh, sau đó các bạn phán người ta scam là không được, phải không? Mình làm không đúng thì mình đừng có nói người ta như vậy nha các bạn nha. Như vậy là cái video đây mình đã giải thích cho các bạn hết rồi. Cho nên là các bạn làm các bạn phải trung thực. Các bạn đi tuyển rép đàng hoàng còn không thì thôi, mình đào một mình. Còn đào á, đào thì nó là có người nói là đào À, không đủ min rút được cho nên là thôi bỏ đựng đào thì các bạn không đào thì thôi các bạn để người khác đào để người khác đào để người ta còn còn mua máy đào chứ các bạn nói như vậy sao được các bạn phán tùm lum hết không có đúng rồi đi, đi đi phán sao được các bạn không đào thì thôi để người khác đào để người ta sau này người ta mua máy đào trên đây người ta bán máy đào mà đó nè ta nói nè Việc khai thác sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2021. Bạn có thể sử dụng BN để mua máy ca, máy khai thác. Máy khai thác sẽ phân phối doanh thu khi đáo hạn. BN có thể giao dịch trong ứng dụng khai thác. Đó, thì các bạn để 1 tháng 8 rồi tính tiếp để mua cái đào. Tại sao lại nói như vậy? Các bạn không làm thì thôi. Tại sao để người khác cũng y như mình? Mình không hiểu biết đầy đủ thì mình đừng có nói gì hết á. Rồi nha các bạn, mình chỉ nói như vậy thôi. Các bạn tự hiểu nha. Rồi. Mà còn có nhiều người nói là tạo gmail ảo lum hết không có hiểu gì hết mà lên nói ta nói lung ta lung tung trên đó, đó các bạn nha tạo ảo gì tạo gmail ảo gì đăng ký rep ảo gì mình không có hiểu biết thì mình đừng có mở miệng ra mình nói lung tung đúng không hiểu biết hãy nói đúng không nha các bạn nha rồi à, mình chỉ nói những người như vậy thôi còn các bạn làm đúng thì cứ làm nha mình không có quơ đủ ra nắm ha, những cái thành phần mà cái đối tượng mà nó 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 nó, nó gọi là kỳ quặc các bạn thì, thì mình, mình mới nói Còn các bạn mà làm đúng đủ thì thôi Không có gì hết nha các bạn nha Rồi à, Nếu như ai chưa đăng ký BN Chứ là Boller Network này Thì các bạn hãy đi vào mô tả video của mình ha Đăng ký để các bạn Được link ở trong đó luôn Hoặc là bình luận đầu tiên của video Để mà các bạn làm cho nó ok nha các bạn Cái mạng này là mình rút chị uy tín lắm Từ đó giờ mình làm thấy có cái mạng này rút là ok đó các bạn Nha Miễn phí Rút không tốn phí gì hết Mà rút nó ok ha Rồi À, đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube của mình sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất các bạn. Rồi chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.